Sau 6 năm triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình đã đạt được những kết quả rất to lớn. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được người dân hưởng ứng và trở thành phong trào rộng khắp cả nước. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của nhiều khu vực dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Tính đến hết tháng 3 năm 2017, cả nước đã có 2.656 xã, 29,76% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 263 xã, 3,3% so với cuối năm 2016 và tăng thêm 1.124 xã, 12,6% so với cuối năm 2015. Bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí mỗi xã, tăng 0,39 tiêu chí so với cuối năm 2016, tăng 1,63 tiêu chí so với cuối năm 2015. Còn 190 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 67 xã so với cuối năm 2016. Ở cấp huyện, cả nước đã có 33 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 huyện so với cuối năm 2016 và tăng 18 huyện so với cuối năm 2015. Đặc biệt, chương trình đã xây dựng được hơn 1.000 công trình cấp nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải, 1.200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Đến năm 2015, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%, trong số 45% đạt quy chuẩn Việt Nam 02/2009/BIT về chất lượng nước sinh hoạt, khoảng 65% nhà tiêu hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh, 93% trường học mầm non, phổ thông và 95% trạm y tế xã có công trình nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận đó, thì việc giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn mới vẫn còn nhiều tồn tại đáng lo ngại. Nhìn chung do thiếu cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ cho thực hiện tiêu chí môi trường, nhất là về xử lý chất thải rắn, nước thải, nên các địa phương đang rất lúng túng trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình, công nghệ, cách thức để thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và cải thiện tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch. Đồng thời, việc theo dõi, đánh giá và hướng dẫn, kiểm tra về tình hình triển khai tại các địa phương về tiêu chí số 17 chủ yếu được lồng ghép, kết hợp trong quá trình làm việc với các địa phương và qua quá trình kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường nên các thông tin còn hạn chế. Nhận định về kết quả thực hiện chưa mang tính đại diện, thiếu tính tổng hợp. Trước thực tế đó, chương trình nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã được triển khai với những mục tiêu tăng cường công tác bảo vệ môi trường mà cụ thể là tập trung vào việc xử lý rác thải sinh hoạt cũng như công nghiệp. Chương trình được triển khai trên một địa bàn rộng lớn, trải dài từ Bắc vào Nam. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nhìn nhận lại một số vấn đề còn tồn tại trong công tác xử lý rác thải cũng như những giải pháp, mô hình thành công trong việc xử lý rác thải. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, thời gian qua mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song việc thu gom, xử lý, tái chế một cách triệt để các loại chất thải vẫn đang là vấn đề nan giải ở không ít địa phương. Trên thực tế, nếu như chúng ta quan tâm đúng mức đến vấn đề này, đầu tư một cách tương xứng cho xử lý tái chế chất thải sẽ mang lại cả hai lợi ích kinh tế và môi trường. Tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Mỗi ngày, địa phương này phát sinh gần 500 tấn rác thải sinh hoạt. Sau khi điểm tập kết rác chính của tỉnh là bãi rác Đồng Ngọ bị đóng cửa do quá tải, thì hiện tỉnh này chỉ có duy nhất một khu xử lý rác thải tập trung là Phù Lãng tại huyện Quế Võ, với công suất 300 tấn một ngày. Vì vậy, hiện vẫn còn một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tứ phương là công ty nó cũng đến nó đổ trộm. Nó đi vào đây này, nó vào nó đổ. Thì các xóm kia người ta không đóng tiền đào cái hố rác này, người ta cũng đến người ta đổ. Cho nên là dân chúng tôi hai cái xóm này thì quản lý không nổi. Bãi rác của xóm Tự, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du do dân phải tự đóng góp tiền để đào hố chôn rác. Nhưng lượng rác của xóm thì ít, mà rác của các nơi khác đổ đến thì nhiều. Nên nhiều năm nay, người dân ở đây chỉ có cách là đốt rác, giảm khối lượng rác rồi đổ tiếp, chứ chưa có giải pháp nào để thu gom, xử lý hợp vệ sinh. Còn đây là bãi tập kết rác thải sinh hoạt của 4 thôn thuộc xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bãi tập kết rác này cũng đã quá tải cách đây nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý triệt để. Dân họp thì hội đồng nào họp
kỳ họp nào hội đồng cũng bức xúc về cái này. May vừa rồi con đường này là tức là đường chống công vụ đại đồng mới làm, trước đây nó còn ra hết cả đông giác ra cả đây. Tỉnh Bắc Ninh có 6 huyện, 1 thị xã và thành phố. Theo chủ trương của tỉnh, mỗi địa phương phải tự xây dựng một khu xử lý rác tập trung. Nhưng nhiều địa phương đã gặp phải khó khăn khi thực hiện chủ trương này. Thì sau khi ra soát chọn địa điểm thì huyện chúng tôi là chọn địa điểm tại xã Phú Lâm là phù hợp quy hoạch nhất để thực hiện cái xây dựng khu rác thải xử lý rác thải tập trung của huyện. Thế tuy nhiên thì tại Phú Lâm thì sau nhiều lần xuống làm việc thì nhân dân địa phương là thực sự là chưa đồng tình với cái việc xây dựng khu xử lý rác thải tại Phú Lâm, dẫn đến việc nhân dân tập trung ý kiến đông người thì về cái việc không nhất trí xây dựng khu xử lý rác thải tại địa phương của họ. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 500 điểm tập kết rác thải sinh hoạt như thế này. Đa số các huyện thực hiện giải pháp tạm thời là phun thuốc khử trùng. Một số nơi do lượng rác quá tải thì tiến hành đốt lộ thiên và phun thuốc. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không xử lý được triệt để, việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên diện rộng là khó tránh khỏi. Ở không ít vùng nông thôn hiện nay, cùng với tốc độ đô thị hóa, lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều và gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho việc xử lý rác còn thấp và công nghệ xử lý chưa tương xứng đã và đang là một trong những áp lực lớn đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm soát xử lý ô nhiễm rác thải. Theo tính toán của Tổng cục Môi trường, ước tính chi phí đầu tư xử lý rác theo công nghệ tiêu chuẩn là gần 300.000 đồng một tấn. Thế nhưng ở nhiều địa phương, nhất là nông thôn, chi phí xử lý một tấn rác chỉ khoảng 100.000 đồng, chưa đáp ứng được 1/3 so với chi phí thực tế. Vì vậy, việc xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn hiện nay chủ yếu được thực hiện bằng hai hình thức là chôn lấp hoặc dùng lò đốt thủ công. Thực tế, thời gian qua đã có nhiều công nghệ mới xử lý rác thải, nước rỉ rác đã được nghiên cứu thử nghiệm, được kỳ vọng sẽ là lối thoát cho việc xử lý rác thải sinh hoạt vốn bế tắc do thiếu nơi chôn lấp, nhưng đều không thành công như mong đợi. Các chuyên gia cho rằng đầu tư kinh phí cho một nhà máy xử lý rác không phải là ít, vì vậy đòi hỏi hiệu quả phải làm sao cân xứng với số tiền ban đầu bỏ ra. Đây không phải là việc làm đơn giản. Bên cạnh những khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt, việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh ở nhiều địa phương cũng là vấn đề bức xúc. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có một số công ty môi trường của các địa phương hoặc các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các hệ thống máy móc thiết bị cho xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, hoạt động này vẫn còn manh mún, tự phát. Đa số các đơn vị, doanh nghiệp mới chỉ thu gom xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại mà chưa thực sự quan tâm tới việc tái chế để tận dụng những nguyên liệu có ích, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Nhiều cơ sở hoạt động ngay trong khu dân cư không những không xử lý triệt để chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại mà còn gây ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, có nhiều làng nghề, người dân tự phát thu gom xử lý tái chế chất thải công nghiệp. Xã Tề Lỗ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc với nghề thu mua và phá dỡ ô tô cũ đang gây ra những ô nhiễm cục bộ do lượng dầu thải ra từ quá trình này. Mỗi ngày lượng dầu tính được ở mỗi hộ kinh doanh là hàng chục lít. Đấy là chưa kể những thiết bị được xếp vào loại chất thải nguy hại như ắc quy vô tuyến cũng được phá dỡ tràn lan, là mối nguy gây ra ô nhiễm môi trường đất và nước. Việc thu mua và tái chế phế liệu tại các làng nghề đang đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Nhưng sự phát triển tự phát và thiếu quy hoạch xử lý các chất thải này đang trở thành mối đe dọa chính cho sức khỏe của người dân. Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương, một trong những khu liên hợp, tức là xử lý tất cả các loại chất thải trong cùng một khu vực theo một quy trình khép kín đầu tiên ở phía Nam. Khu vực này do công ty cấp thoát nước môi trường Bình Dương đầu tư, quản lý, vận hành. Với diện tích hơn 100 hectare, khu liên hợp này có công suất xử lý trên 1.200 tấn chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và nguy hại mỗi ngày, xử lý triệt để chất thải phát sinh hàng ngày của tỉnh Bình Dương và nhiều tỉnh thành phía Nam. Đây là nhà phân loại rác thô, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dây chuyền xử lý tái chế rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ. Cách đây hơn 3 năm, công ty cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã đầu tư lắp đặt, vận hành hệ thống này. Để giảm thiểu quỹ đất dành cho chôn lấp rác, khu liên hợp này có đầy đủ quy trình 3R phân loại, giảm thiểu, tái chế rác sinh hoạt làm phân compost. Do đặc điểm rác thải sinh hoạt ở Bình Dương cũng như nhiều địa phương có nhiều thành phần, đặc biệt lẫn các chất thải rắn, chất hữu cơ khó xử lý lẫn cả vô cơ, nên đơn vị đặc biệt chú trọng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam để phân loại rác thải, tách lọc các chất hữu cơ. Các chất thải rắn vô cơ sẽ được đem đi xử lý riêng.
các chất hữu cơ sau khi phân loại trên băng truyền sẽ được nghiền, ủ để trộn sản xuất thành phân hữu cơ sinh học. Khu vực này công suất xử lý tái chế 420 tấn rác sinh hoạt một ngày đêm. Hiện các sản phẩm phân hữu cơ chế biến từ rác thải ở Bình Dương đang được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương. Hoạt động này đang góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh xu hướng 3R xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt mang lại nhiều lợi ích. Ở cái lĩnh vực khác, có một số rác mà không làm phân được ấy, thì nếu mà mình đem chôn lấp thì lại là tốn đất. Cho nên chúng tôi nghĩ ra làm sao là thay vì mình ủ mình đổ như hầm bê tông thì mình làm cái hầm lót bạc và xung quanh chúng ta bảo vệ bằng lớp bê tông bên ngoài để giữ cái khí đó. Cái khí mê tan đó thì chúng ta khu hầu khí mê tan này làm được nhiều việc lắm. Thứ nhất là chạy máy phát điện, đỡ được, có chạy được bao nhiêu thì mình đỡ bao nhiêu, đỡ tốn tiền điện. Một điện hiện nay là mỗi ngày giá mỗi cao mỗi tăng. Cùng với xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, khu liên hợp này còn xử lý tái chế triệt để các loại chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Đây là nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và công nghiệp nguy hại. Hệ thống này có công suất xử lý 300 tấn một ngày đêm. Với các hệ thống kho tiếp nhận, phân loại, hố chôn lấp an toàn, lò đốt rác công nghiệp nguy hại, khu xử lý hóa lý, hoạt động của nhà máy xử lý chất thải này đảm bảo xử lý triệt để các chất thải và tận dụng những chất có ích để tái chế sử dụng. Lò đốt với nhiệt độ tiêu chuẩn trên 1100 độ C đảm bảo loại trừ tất cả các chất ô nhiễm. Nhiệt thu được trong quá trình đốt được tận thu để phát điện, góp phần làm giảm chi phí mua điện lưới quốc gia. Trong quá trình xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại thường phát sinh một khối lượng lớn tro xỉ. Trước đây, các đơn vị thường chỉ có một cách duy nhất để xử lý tro xỉ, đó là chôn lấp. Phương pháp này vừa lãng phí quỹ đất, vừa có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đơn vị này đã nghiên cứu, đầu tư, ứng dụng việc đóng rắn tro xỉ, phối trộn với một số phụ gia để làm thành những vật liệu xây dựng như gạch tự chèn, dùng để lát vỉa hè đường phố. Một cái dòng khép kín tuần hoàn, tức này tái chế á, thì gần như là đầu vô đồ này ra đồ kia đi một vòng riết rồi quay ngược đó lại ra cổng trở lại là sản phẩm sạch, sản phẩm sử dụng được á, kể cả bùn thải này nọ vô thì cân coi như là rác, đi một vòng thì quay trở lại ra cổng nữa là sản phẩm cho xã hội, phân bón, gạch tự chèn, thậm chí gạch có nung vào những cái bùn thải khác mà phải nung. Hiện nay khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương đang đẩy mạnh hoạt động xử lý, thu hồi, tái chế, tái sử dụng thêm nhiều loại chất thải khác. Các khí ga từ bãi chôn lấp rác được tận dụng và thu hồi triệt để đốt rác và phát điện. Nhiệt năng từ các lò đốt chất thải công nghiệp được thu hồi để tận dụng cho các lò nung gạch. Hay nước rỉ rác sau khi xử lý được sử dụng để làm mát cho lò đốt hoặc tưới cây. Với các cơ chế chính sách ưu đãi của chính quyền địa phương, đơn vị này đang đầu tư ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển mạnh ngành công nghiệp xử lý môi trường. Về phía tỉnh, ngoài cái việc mà kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng tạo điều kiện, tạo cơ chế để cho doanh nghiệp, là khuyến khích doanh nghiệp là đầu tư các cái nguồn vốn như là vốn ODA hoặc là vốn của doanh nghiệp, thậm chí là Bình Dương chúng tôi có quỹ bảo vệ môi trường cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể vay vốn ưu đãi từ quỹ này để đầu tư cho cái hoạt động tái chế, tái sử dụng. Theo đánh giá Hội Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam, khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương đang trở thành mô hình mẫu về xử lý, tái chế chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp theo định hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp xử lý môi trường. Hiện nay, cùng với việc tăng cường giám sát các chủ nguồn thải, các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cũng như nhiều địa phương ở phía Bắc cũng đang khuyến khích các đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp đầu tư xử lý chất thải ngay tại nguồn, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp xử lý môi trường. Tại nhiều khu công nghiệp lớn, tất cả các loại chất thải rắn, chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất đều được các doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom để mang đi xử lý theo quy định. Hoạt động này được các chủ nguồn thải giám sát chặt chẽ. Tại nhiều cơ sở xử lý ở Hải Dương, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trong quá trình thu gom từ cơ sở sản xuất về nhà máy đều được kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Các loại chất thải không thể tái chế sẽ được xử lý triệt để, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đầu tư rất là nhiều và mạnh vào cái công việc tái chế các cái loại chất thải. Việc tái chế các cái loại chất thải thì thứ nhất là để giảm thiểu cái việc mà cái chất thải nguy hại như đồng trì, kẽm, kadimi phát thải ra ngoài môi trường. Cái thứ hai là cái lợi ích đem lại cho chúng tôi thu hồi được cái đấy, đem lại những cái lợi ích cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội.
cùng với việc áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền nhiều địa phương đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hoạt động này diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì đối với những cơ sở mà tái chế và tái xử lý chất thải ấy, trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì thứ nhất là tỉnh tăng cường cái công tác vận động và khuyến khích các cái cơ sở này thì là thực hiện để có điều kiện để xử lý và quay vòng tái sử dụng lại các cái phế liệu. Trên thực tế, việc phòng ngừa, đầu tư một cách tương xứng cho xử lý, tái chế chất thải công nghiệp được xem là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp bền vững. Từ thực tiễn triển khai các mô hình tại một số địa phương, có thể thấy nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc lồng ghép, thực hiện một số tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Những thông tin trên sẽ giúp cho các cơ quan quản lý môi trường ở cấp trung ương có được các thông tin, dữ liệu cần thiết về tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những căn cứ để xác định ưu tiên đầu tư, thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường và cũng là cơ sở để đánh giá, theo dõi hiệu quả xử lý sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, góp phần đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đối với khu vực nông thôn, vừa bảo đảm được chất lượng môi trường và sức khỏe con người tại khu vực nông thôn.